Hello, Mio Tô, xin chào tất cả mọi người. Thì mới nhất trong ngày hôm nay, em vừa đi về tiếp tục mẫu xe Daewoo Gencha. Một chiếc xe đời khá là cao, sản xuất 2010. Thì sau đây mời các bác cùng em xem tổng thành chiếc xe này. Từ đây các bác nhìn vào con xe này mang biển số 29A72839, biển Hà Nội, biển số rất là đẹp. Ta nhìn từ phía sau của chiếc xe. Đó, hai mạng cà đôm, hai bóng đèn rất là sáng sủa. Toàn bộ tổng thành xe là rất đều xe các bác nhé. Con này khá là đẹp. Được trang bị 4 mâm đúc rồi. Trang bị 4 mâm đúc rất là đẹp. Màn hình âm thanh đầy đủ rất là hay. Đó. Em vừa đi về nên là rửa qua ít nước lã cái. Rửa qua quay lên cho các bác cùng xem luôn. Đó. Đây, đăng kiểm thì còn rất là dài, đăng kiểm đến tháng 6 2019 các bác nhé. Đó. Tổng thành xe con này thì không ai phải chê cái gì rồi, rất là đẹp. Đó, la răng đúc nhìn rất là khỏe khoắn xe luôn. Màu đen rất là lịch sự. Đó, đèn trước rất là sáng sủa. Toàn bộ tổng thành xe là rất là ok. Đây ta nhìn từ phía trước của chiếc xe. Mang biển số Hà Nội 29A72839. Biển số khá là chất. Tổng thành xe con này form nhìn rất là đẹp các bác nhé. Form nhìn rất là chất. Lốp lắp còn mới. Toàn bộ 4 bánh mâm đúc hết. Đó. Em xin lại, đây là mẫu xe Daewoo Gencha sản xuất 2010. Em bán mức giá là 185 triệu mà thôi. Con này tí em quay nội thất cho các bác xem. Con này nội thất không ai thể chê đâu được. Không ai có thể chê nội thất con này. Như máy móc cầm, máy móc điều hòa. Nói chung tổng thành con xe này khá là chất, rất là đẹp. Dạ vâng, em là Minh Ô Tô, chuyên mua bán ô tô cũ toàn quốc. Vậy các bác thấy hay, hãy nhớ đăng ký kênh và ấn nút thông báo để có thể xem những video mới nhất mà bên em cập nhật về theo ngày tháng. Các bác nào ở xa có thể liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 686 để đặt cọc em nó. Thì con xe này em nhắc lại là đây là mẫu xe Daewoo Gencha sản xuất 2010. Một chiếc xe bản 1.5 thương hiệu của Hàn Quốc, xăng chỉ tầm 6 lít rưỡi đến 7 lít trên 100 cây cả điều hòa. Nói chung là em vừa lấy về nên là em rửa qua nước nên là vẫn hơi bẩn một tí, không được sạch lắm. Nói chung là nó vẫn là đẹp các bác nhé. Xe nó còn khá là chất. Thì sau đây mời các bác cùng em xem nội thất của chiếc xe. Nội thất con này rất là đẹp các bác nhé. Nội thất khá là đẹp, màu da. Đó. Đây đằng sau vẫn được trang bị hai cái loa. Rất là đẹp. Đó. Đây cái này các bác để đây để khi xe lắng cho mưa. Đó. Trần nguyên bản theo xe, trần lý các bác nhé. Đó. Đó, các bác nhìn kia, các bác nhìn ghế da rất là sạch đẹp, quá là chất luôn. Từ cái táp ly cửa, nói chung là ghế của nó là khá là ok. Từ cái lót sàn rất là sạch sẽ các bác nhé. Đó, các bác xem táp ly cửa đằng sau cánh bên này. Đó. Con xe khá là chất. Mời các bác xem ghế đằng trước. Đó. Đây ghế đằng trước của chiếc xe đây, quá là ok luôn, không có một cái gì để chê cả. Đó. Ơi tắt đi cửa. Khá là ok. Từ cái vô lăng các bác nhìn đã thích rồi đúng không ạ? Đấy, vô lăng nhìn rất là đẹp, rất là sạch đẹp. Xe quá là đẹp luôn, em bỏ chưa cái khóa đây. Nhà có rất là nhiều xe lên nè. Cái khóa đấy. Các xe tắp ly cửa bên này. Đó. Đây, sau đây mà các bác xem cái cốp để đồ đằng sau của chiếc xe. Cốp để đồ sau của chiếc xe khá là đẹp, rất là rộng rãi. Đây, các xe. Hơi bẩn một tí về vệ sinh cái nhá. Đây đồ đạc để rất là rộng thôi, để thoải mái luôn. Đó, xung quanh nhà lý hết. Đây ta lật bên dưới lên. Đây, ở dưới còn nguyên bản nữa à. Thêm một cái xe chắn chống ồn đấy, giá chống ồn rất là chất luôn các nhá. Khá là chất, chắc chắn. Tổng thành này chắn hết rồi. Đó.
Có nghĩa là mình dán cái này vào nó đảm bảo cho nó xe nó thứ nhất là nó chống ồn tốt, thứ hai là nó không bị han mọt nhiều các nhé, nó bảo nó chống mình đấy, trên thì còn nguyên bản là lỉ đấy. Ừ, ok, sau đây sẽ nổ máy các bác xem, khoang máy động cơ. Rồi, ok là máy đã nổ nha các bác nhé, em mời các bác xem khoang máy động cơ. Dừng máy con này thì không ai được chê, không ai được chê máy con này. Để máy của nó thì là quá là sáng sủa luôn, quá là chất. Đấy, các bác xem máy con này không phải thế nào nhưng mà em công nhận là máy đẹp, máy nó quá là sạch sẽ, quá là đẹp luôn. Đấy, nói chung là cái máy màu da của nó vẫn còn sáng sủa các bác. Đấy, màu da nó vẫn còn sáng sủa nên nó đi rất là ít luôn. Đấy, tổng thành xe nó rất là đẹp. Rồi ok, nói chung là em đã kiểm tra hết rồi, tất cả máy móc là ngon lành hết. Đấy, hạ capo xuống. Đấy, máy móc rất là ngon luôn. Bây giờ các bác yên tâm khi mua về sử dụng đi. Nói chung là đồ đạc của dòng Genta này nó rất là rẻ các bác nhé, nó rất là rẻ luôn nên là nó rất là kinh tế. Để mà hỏng đồ cái là có đồ thay nó rất là rẻ nên là các bác hoàn toàn yên tâm khi mua về sử dụng. Đồ đạc phụ tùng của nó là giá nó bình dân sẵn có. Dạ vâng, một lần nữa em xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em. Hẹn gặp lại các bác video lần sau. Thân ái chào tạm biệt các bác.